Hello, xin chào. Bà con mình có thể mất rất nhiều thời gian để đi tới lui, bật tắt motor bơm nước nè, hoặc là máy phun xịt thuốc, hoặc là máy rửa xe. Nhưng chỉ mất tiền một lần để mua cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, về chúng ta có thể dùng để bật tắt điều khiển từ xa bằng remote luôn và không phải đi tới lui ha, vừa tiết kiệm công sức, thời gian lao động ha, và chúng ta vừa an toàn nữa. Tại vì chúng ta bấm remote ha để bật tắt. Chứ chúng ta không có đi tới trực tiếp cái motor để chúng ta bật cầu dao hoặc là ghim cái chui điện để đóng bật tắt cho cái motor. Như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Cái bộ này chúng ta có thể dùng cho motor cho lên tới khoảng 5 HP đều được ha. Thậm chí lớn hơn nữa thì bà con mình liên hệ cho Tâm để thiết kế lại cái hộp điện. Và khoảng cách điều khiển từ xa từ 100m tới 1000m. Thậm chí chúng ta có thể thiết kế để điều khiển từ xa không giới hạn khoảng cách luôn, bằng cái sim điện thoại hoặc bằng wifi 3G. Ngoài ra cái hộp này chúng ta có thể thiết kế lại để dùng cho điện 3 pha cũng được. Rồi nếu anh em mà con mình có liên hệ có nhu cầu thì liên hệ cho Tâm số điện thoại bên dưới màn hình đó, 0906 099 063. Tâm sẽ tư vấn và hỗ trợ để thiết kế cho bà con mình một cái tủ điện điều khiển từ xa phù hợp theo nhu cầu.